Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Bỏ vô microwave quay mình rã đông cái cây này trước. Đầu cũng lên lên mùi thơm rồi đó. Muốn ăn dụng luôn á. Phải liền. Nay mày được đầu bếp 5 sao Michelin chế biến cho mày. Ok, có cái cân rồi nè, ăn hết chưa Lucy? Đâu lên cái cân, anh cân coi bao nhiêu ký à? Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau một chế biến một cái bữa ăn cho Lucy ha. Lucy là một dòng chó bully, cho nên là nó cần rất là nhiều đạm trong cái khẩu phần ăn của nó ha. Thì hãy coi hôm nay là đây là cái kho lương thực của mấy con cẩu nhà mình. Thì trong đây nó có rất là nhiều sự lựa chọn. Để coi hôm nay mình sẽ chọn loại nào ha. Đây là thịt bò của tụi nó nè. Đây là thịt bò tụi nó. Đó. Nhưng mà hôm qua Lucy nó ăn thịt bò rồi. Còn đây là những cái dạng thịt xay ha. Trong đây có pate, có chim cút, có cá ngừ, rồi có thịt gà. Cái này là hỗn hợp hả? Hay mình cho ăn hỗn hợp đi. Nay sẽ cho bé dùng một cây hỗn hợp đi. Nhìn hấp dẫn ha các bạn ha. Mà mấy cái này là nhìn vậy chứ là đồ ăn của Pet không nha các bạn ha. Đây là đồ ăn của Pet Food hả? Thì nhìn nó sạch sẽ, nó ngon lành như vậy thôi, nhưng mà là đồ ăn của thú vật chứ không phải là đồ ăn của người. Nhìn thì nó khá là hấp dẫn á. À, thì cái này là của Louis Huỳnh ha, một người em của mình sản xuất ra cái này để cung cấp cho những anh em nuôi cái dòng chó bully này và nhiều dòng pet khác. Hả, có số điện thoại để cho anh em liên lạc nếu anh em cần cung cấp số lượng ít nhiều như thế nào đó, thì có thể liên hệ với lại Huỳnh gia. Yeah. Rồi ok anh em, mình đó mình cũng lấy một đống này nè để cho ăn từ từ, thấy vậy mà rẻ nha các bạn. Một bịch thịt bò này nè, bịch thịt bò này nè 10 kg, thì hôm bữa mình lấy có 400 mấy 500 ngàn thôi, như 450 à, rất là rẻ đó. Đây là thịt của bé, của thú cưng nha các bạn, chứ không phải của người ha. Thì những cái thịt này chắc có thể là nó gọi là nó bị lỗi gì nhẹ nhẹ đó, rồi người ta đem qua, người ta chuyển qua làm bét á, chứ không phải là mình cũng không phải là sang trọng gì đâu mà mua thịt bò của người mà đem cho chó ăn ha, cũng không phải, nghĩa là người ta chuyển mục đích sử dụng, có thể là nó bị một cái số lỗi nhỏ nhỏ không có đủ điều kiện để cho con người ăn, thì chuyển qua thành cho thú cưng ăn. Nó cũng không phải là dạng hư hay là gì cả đó, mà chỉ là nó không đủ điều kiện cho người thôi. Làm món gì bà Sương? Làm mì quảng hả? Đây là bếp bếp trưởng nhà mình nha các bạn. Rồi chết cha, hết bếp rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô microwave, mình rã đông cái cây này trước. Cây này rã đông chắc cũng khoảng 3 phút. 3 phút xong cho mượn cái bếp đó nha bà Trường. Lâu không? Mượn bếp hả? Mượn bếp chắc 5 phút à. Ok. Rồi chờ nó gỡ đông 3 phút đi các bạn. Nhà đang nấu cơm mình dành tài 5 phút đi. Là mì trộn vô mấy này à? Hay mấy này gia vị nấu? Còn cái hạnh nhân? Đâu? Cái kia tìm gà. Tìm gà. Bạch quả chứ lộn. Này gọt củ năng. Ôi vừa tìm gà vừa nấu mì quảng hả? Mì quảng tốt quá ăn. Này là củ năng nha các bạn. Gì gọi là gì quên nè, mã thảy hả? Mã thảy á. Mã thảy tôi nó
Ngày xưa nhà mình buôn bán nông sản các bạn, thì đây cũng là một trong những cái mặt hàng chính của Năng, mã thầy. Tiếng người Trung Quốc gọi là mã thầy ha. Ây da, ok các bạn, rã đông xong rồi. Đó, mềm mềm rồi nè. Nhưng mà ở trong nó vẫn còn lạnh ha. Thì đúng ra tụi này là anh em cũng cho ăn thịt sống luôn, nhưng mà mình sẽ gọi là ta áp chảo nó cho nó chín cái lớp mặt sơ sơ chút xíu. Nhìn ăn thịt sống quá thì nhiều khi nó cũng hơi, thật ra là nó tốt cho tụi nó, nhưng mà nhiều khi nó không quen mắt của người coi, nhìn nó hơi ghê ghê ha. Cho nên thôi mình làm cho nó nhìn nó ok chút xíu. Rồi, sau đó sẽ bắt một cái chảo lên, nhìn cũng hấp dẫn quá. Đồ ăn cho chó. Nhìn ngon không? Nhìn vãi luôn. Hôm bữa em nó giao đồ ăn, mấy cái đồ ăn cho chó này cho mình ở nhà, nhìn nó trời, mua chi mấy này ai ăn đâu rồi mày mua quá trời vậy. Cái này cho chó, cho Kiki. Ok các bạn, thứ nhất là làm đồ ăn cho chó là không có niêm gia vị gì cả ha. Thì ngày xưa mình cũng có làm cái thức ăn cho chó mà theo cái dạng mà mình nấu súp á các bạn, đông lại á. Thì lúc đó tôi cũng có tìm hiểu sơ sơ, thì chó nó không có ăn được gia vị ha, nó ăn nhiều khi nó ăn muối, ăn đồ mặn quá là bị rụng lông. Đó, chó thì nó không cần gia vị ha. Nay xuống bếp là làm đồ ăn cho Kiki ha. Đó, chứ mình cũng biết vài chiêu cho các bạn. Ở trong nó sẽ còn chảy ra nữa. Trong này vẫn còn đá hơi cứng cứng. Đầu cũng lên mùi thơm rồi đó. Đói bụng lắm. Ok, làm thành một cái bánh thịt luôn. Trong này nó vẫn còn đá nè. Nghe mùi bát tê hả? Hôm bữa mình cho Lucy nó ăn nguyên cái bọng gà sống, nhiều anh em kêu trời ơi cho ăn sống luôn á anh. Nói chung là cái việc mà con chó là loài ăn thịt
thì nó là ăn sống rất là bình thường đối với nó ha. Nhưng mà do là nhiều khi chúng ta không có quen, chúng ta chưa có thấy, chúng ta hơi bất ngờ thôi. Chứ nó là loài ăn thịt mà, nó sẽ ăn sống rất là ok, chứ không phải là cái hệ tiêu hóa nó không có giống hệ con tiêu hóa con người mình. Nhưng mà con người mình cũng ăn sống tà le đó, ăn đồ Nhật, ăn đồ tà le có sao đâu. Thật ra có những điều nó bình thường, nhưng mà chúng ta ít gặp quá, chúng ta đôi khi chúng ta hơi giật mình thôi, chứ nó không phải là vấn đề gì ghê gớm. Đầu thơm đó bạn, đứng ngoài đây là thơm á. Ủa mốt YouTube mà nó cho thêm cái tính năng chiên mùi nó mới đỉnh. Lúc đó mấy anh em mà gọi là food reviewer tha hồ làm luôn. Trong tương lai chắc cũng có luôn á, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ok, áp chảo sơ sơ thôi các bạn. Chín quá cũng không ngon. Lão thêm một lần nữa là được rồi. Lên mùi pate á. Rồi tắt lửa được rồi đó. Thơm quá trời luôn. Ôi trời. Này để nguội nguội chút xíu. Chứ gà nhiều khi nó thấy nó thèm quá nó dứt vô cái nóng. Ok. Đem đi ngâm cái chảo. Úp ơi, có chỗ nào để kia để phỏng nha. Ôi mình vớt con miếng cái này nè. Ok. Rồi. Để ra ngoài cho con Lucy nó hửi cái mùi này coi làm sao. Khỏi trang Út ơi. Muốn ăn dụng luôn á. Trong này là nó hỗn hợp bạn, hình như có rau củ, mấy cái vàng vàng là chắc là rau củ hay gì đó, cà rốt hay gì á. Con chó đó. Con chó à. Mình để ý là nó có ăn, nó cần thực vật nha các bạn. Giống như ở đây mình nuôi hai mấy con chó, mỗi chiều mình thả ra đây là tụi nó sẽ đi ăn, nó đi ăn cái cỏ nè. Ăn cái cỏ, rồi có những cái cỏ dại á, nó hay lắm, tụi nó cũng hay lắm. Có những con chó mình nó ăn thấy nó không có tiêu á, cái nó đi ăn nó, cái loại cỏ dại nó biết á, cái khoảng 5-10 phút sau nó ói ra các bạn, nó ói ra những cái đồ ăn không có tốt trong cái bụng của nó đó, nó ói ra nó khỏe lại. Tụi chó nó hay lắm. Và các loài động vật khác ở trong tự nhiên nó cũng rất là hay, nó biết cái loại cây nào có thể giúp cho nó trị cái bệnh nào nữa. Nên chó nó cũng cần ăn rau cải đâu ha, có vitamin có này có nọ, chứ không phải là hửi thơm không Lucy. Nhưng mà chưa ăn được đâu, nóng lắm. Rồi anh đi rửa cái chén này cho. Cái này là cái đồ của người ăn, mày đừng có liếm vô đây, không tốt. Hửi thôi, khoái liền. Chạy cái quyến, phái chạy cái quyến. Nhưng mà ngoan các bạn thấy không. Cái tính cách là không có gọi là tham ăn quá mà bất chấp ha. Để anh rửa cái này, cho sạch đi rồi anh đổ qua đây cho liếm. Nhiều con nó ham ăn bất chấp, các bạn có thấy cầm đồ ăn nó nhào lại. Phải liền. Đây. Nhưng mà để coi còn nóng không.
nóng mới ăn phỏng á. Ôi trời ơi, đã chưa, trời ơi ăn phí quá. Ăn gọn gọn xem nào. Ngon. Nay mày được đầu bếp 5 sao Michelin chế biến cho mày. Phê các bạn. Trời ơi khác liền chứ. Nữa không? Đây. Đây, rồi ăn đi. Anh mượn cái đồ cạo đất của anh Bi. Thôi bỏ đi dính đất cát luôn rồi. Ăn này mới nè, nó dính đất cát. Ừ. Không nó ngoan. Anh ấy này ngoan á. À, cho ăn cục nữa nè. Ăn đi anh, hít đất coi. Hít đất ké để mất công. Bạn nói anh quên hít đất coi. Ủa. Ủa, cái góc nhìn này nhìn nó đẹp quá nè. Bữa nào lên hít đất với anh luôn. Thôi đừng có ăn mấy nó dính đất cát không à. Nhìn nước miếng vào nhiều quá. Ai? Ôi, trời ơi. Ôi. Ôi da, trời ơi, đã. Ngon. Thôi, lên đây nè, lên đây sạch nè. Ở đó đá nhiều quá. Đá nhiều quá, nhiều khi mày ăn trúng mấy cục đá nữa. Nhưng mà đôi khi tụi chó này nó cũng ăn đất các bạn. Ăn đất để nó lấy khoáng. Liếm đất, liếm đồ. Tao hứa với lại anh Quy của mày là chăm sóc cho mày đàng hoàng, để lâu lâu anh Quy anh lên anh thăm nữa mà. Bữa giờ ở mấy ngày mập lên thấy rõ luôn á. Rồi, cái này nữa là xong một cây luôn. Rồi ăn đi. Ôi các bạn ngồi ngắm Lucy nó ăn ha. Mình chạy vô nhà mình lấy cái cân ra coi. Để cái cân kia nó biết bao nhiêu ký mình ghi nhớ coi. Nuôi nó có tốt không? Còn lát anh đi ra xa, lát anh đi vô lại nó có bị mất tín hiệu không ta? Ok, có cái cân rồi nè, ăn hết chưa Lucy? Đồ sạch bánh luôn các bạn. Dễ nuôi, dễ ăn, dễ sợ, giống mình ghê. Ăn sạch sẽ trong đây luôn. Còn mấy miếng nào rớt dơ ở ngoài là anh không ăn ha, khô lắm. Khô lắm. Khô lắm. Khô mà hơi thúi ha. Để lát tắm cho. Khô mà hơi thúi. Đâu lên anh cân, anh cân bao nhiêu ký à? Ở đây. Đây. Xuống. 18 ký nha. Trời ơi. Đã không?
lên sai ha. Ở đây cho ăn tốt, rồi có không gian để mà vận động nhiều, cho nên khỏe lên nhau. Ồ, có một móng trắng nè. Đây có một móng trắng. Này bên Igu dám có kêu hét này hét nọ lắm. Ok, giỏi. Ăn ngoan á. Bữa nào anh tắm đánh răng cho. Ăn để lại mọc lại mấy cái răng này nè. Nó do cái thời gian trước nó ở trong chuồng này, chắc nó bị stress á, ít vận động quá rồi nó cạp mấy cái chuồng inox bạn mòn răng hết. Cho nên mình đưa mà nguyên cái miếng thịt sống á thì nó ăn không có bằng được, giống như cái loại mà thịt xay này. Thịt xay này nó dễ ăn với nó hơn. Thì mình gán mình chăm thêm mấy tháng nữa cho nó đầy đủ dinh dưỡng á, cái răng nó mọc ra lại bình thường á, rồi nó sẽ cắn xé cái thịt đồ này nọ tốt hơn. Còn bây giờ nó chưa ăn được. Không phải nó ăn nó cắn được nhưng mà nó khó khăn lắm. Giờ này nhìn còn toàn là nú không mà không thấy cái răng nào hết trơn á. Rồi ok. Ghi nhớ ngày hôm nay là 18kg nha. 18kg để tuần lễ nó đi. Tuần lễ nên cân cho lên nhiều. Ha. Nhưng mà không để cho nó béo phì đâu các bạn. Thật ra con nào béo phì cũng tốt á. Mấy con nhất là những cái con bên bò sát mà những cái con mà cái dòng mà monitor đồ này nọ đó. Mà nó này ở ngoài tự nhiên á, nó đi săn bắt mồi á, là nó vận động rất là nhiều. Thứ nhất là mồi nó ít. Cái thứ hai nữa là để bắt được con mồi phải tốn rất là nhiều sức lực. Còn ở trong nuôi nhốt mình nó cứ dâng tận miệng cho nó ăn. Chuồng nuôi lại nhỏ, không gian vận động, cho nên là tụi nó từ từ béo phì hết. Béo phì thì nó cái bụng nó cạy đất luôn, nó đi không được luôn. Lết. Rồi những cái mỡ á, nó tích tụ, nó chen lên cơ quan nội tạng là từ từ nó chết luôn. Cái khả năng đột tử của những con béo phì nó rất là cao. Cho nên ở đây á, mình á, thì mình cũng không phải là dân chuyên nghiệp nuôi chó bu lì. Cũng không có gọi là coi như là mục tiêu gì cao xa hay là xa vời gì cả, đi thi đấu hay là gì cả. Chẳng qua là yêu thương thôi. Yêu thương là được hỗ trợ của mấy anh em hướng dẫn cách chăm sóc, rồi chỉ cho cái nguồn thức ăn tốt đó, thì mình sẽ cố gắng cho bé nó ăn thật là đầy đủ dinh dưỡng để nó phát huy hết cái tố chất của nó. Thì đồng thời là mình cũng có cái khuôn viên rất là tốt, rộng cho bé nó vận động để tránh nó bị béo phì ha. Ok các bạn. Mình và Lucy thank you mọi người đã xem clip nha. Hy vọng là mọi người có những cái clip mà vui vẻ với mình. Hay là em gái Lucy rất là dễ thương nhưng mà chưa được đánh răng cho nên miệng hơi thúi. Dễ thương quá. Ok, nhảy xuống đi con. Dám không? Dám nhảy xuống đây không? Sợ hả? Sợ không? Đây anh nắm tay xuống. Tay đâu? Đưa tay đây. Vú lòng thòng quá nè. Chắc sợ bạn. Sợ. Thấy vậy chứ còn trẻ con lắm. Rồi xuống. Ok. Ok ngoan quá đi. Để tao nuôi cho anh Huy của mày hú hồn luôn.